Xin chào các bạn, hôm nay thì mình đã quay trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần. Chúng ta xin lỗi các bạn vì trong quãng thời gian qua mình đã không up được các clip mới do bận một vài số công việc riêng. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại và tiếp tục các bài học tiếp theo. Trong các chuỗi clip trước thì chúng ta đã học đến bài 26. Không phải bài mà là unit 26. Trong unit thứ 27 này thì chúng ta sẽ có 4 mẫu câu chính. Mình sẽ ghép nó vào các ví dụ cụ thể để cho các bạn an tâm có thể đem nó ra sử dụng vào trong giao tiếp thường ngày. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu. Yeah. Chúng ta cùng nhau bước vào mẫu câu thứ nhất. Mẫu câu thứ nhất danh từ wa do desu ka? Do desu ka? Trong tiếng Việt là thế nào? Dùng để hỏi về cảm tưởng của đối phương về một vấn đề gì đó. Ví dụ trong câu thứ nhất ở đây chúng ta có Nihongo wa do desu ka? Tức là anh chị thấy tiếng Nhật thế nào? Đúng không? Nihongo wa do desu ka? Ở đây đại từ nhân xưng anh hay là chị hay là bạn thì nó bị ẩn đi nhá, nhưng mà khi dịch thì các bạn phải dịch ra nhé. Và câu trả lời sẽ là chô muzukashi. Chô giờ trước thì chúng ta đã học là vãi hay là kinh khủng, đúng không? Khó kinh khủng, khó vãi, đúng không? Hay là chúng ta có thể đưa ra một phương án dịch khác, đó là khó không thể tả được. Ok, trong ví dụ thứ hai thì chúng ta có câu như sau: Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Anh chị thấy cuộc sống của Nhật Bản thế nào? Tottemo tanoshii desu. Tottemo tanoshii desu. Rất là vui, đúng không? Và trong câu thứ ba thì các bạn thấy được sự khác biệt đối với câu thứ hai, đó là mình thay đồ bằng từ ikaga. Ikaga. Ikaga là dạng lịch sự của đô nhá. Và trong tiếng Việt thì chúng ta có thể thay thêm một chữ ạ thì được. Anh chị thấy cuộc sống tại Nhật Bản thế nào, đúng không? Tottemo tanoshii desu. Tottemo tanoshii desu. Tottemo tanoshii desu. Chúng ta bước vào mẫu câu thứ hai. Danh từ wa donna cộng tiếp với lại danh từ và desu ka? Trong tiếng Việt vẫn dịch là thế nào, nhưng mà từ donna này đứng trước một danh từ nào đó. Ok, chúng ta cùng đi vào những cái ví dụ cụ thể để hiểu rõ hơn. Ví dụ thứ nhất, Nihon wa donna kuni desu ka? Nhật Bản là đất nước như thế nào, đúng không? Nihon wa donna kuni desu ka? Mình trả lời rằng là heiwa na kuni desu. Heiwa, heiwa là hòa bình nhé. Na tức là tính từ đuôi na nhé. Heiwa na kuni desu. Ok, heiwa na kuni desu. Chúng ta đi đến ví dụ thứ hai. Nihongo no mori wa donna gakkou desu ka? Nihongo no mori wa donna gakkou desu ka? Chúng ta sẽ trả lời rằng là mechcha tanoshii gakkou desu. Mechcha tanoshii gakkou desu. Mechcha tanoshii gakkou desu. Chúng ta bước vào ví dụ thứ ba. Ken sensei wa donna sensei desu ka? Ken sensei wa donna sensei desu ka? Tottemo yasashii sensei desu. Chou yasashii desu. Mechcha yasashii desu. Chúng ta bước vào mẫu câu thứ ba. Đó là mẫu câu thứ nhất cộng với desu ga hay là desu kedo. Và câu thứ hai, câu này tức là có thể là một câu dài hoặc là câu ngắn nhé, hay là chỉ là một cái tính từ thôi cũng được. Chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất để hiểu rõ hơn. Nihon no fuyu wa samui desu ga tottemo kirei desu. Nihon no fuyu wa samui desu ga tottemo kirei desu. Tức là mùa đông tại Nhật lạnh nhưng mà rất là đẹp. Ví dụ thứ hai. Kono ramen wa oishii desu ga takai desu. Kono ramen wa oishii desu ga takai desu. Cái bát mì ramen này ngon nhưng mà đắt. Hay là vẫn có câu thứ ba, nhưng mà chúng ta thay bằng da ga hay là da kedo. Ở đây có một sự biến đổi, đó là desu, đúng không? Chúng ta thay desu bằng da. Da là dạng ngắn của desu. Chúng ta vẫn có được những cái mẫu như thế, đúng không? Nihon no fuyu wa samui desu ga kirei desu yo. Mùa đông tại Nhật thì lạnh nhưng mà đẹp lắm. Kirei desu yo. Xíu đây nó tương đương với chữ lắm nhé. Kirei desu yo. Đẹp lắm. Kono ramen wa
味しいだけど高いですよ。だった？アニメ này ngon nhưng mà đắt lắm. Thế hay là chúng ta có một câu thứ ba. カレはあんまりイケメンではないけどユーモアな人ですよ。彼はあんまりイケメンではないけどユーモアな人ですよ。Anh ấy không được đẹp trai cho lắm nhưng mà là người hài hước. Vẫn là mẫu câu nhưng tuy nhiên chúng ta lại có một cách nói khác, đó là dùng demo, ok. Và mẫu câu đó được mình ghi ra đây, câu một desu và chúng ta phải dùng một dấu chấm ở đây. Và trước demo thì chúng ta thường thêm dấu phẩy demo và câu thứ hai, và thường là desu ne. Mình bước vào ví dụ thứ nhất nhé. Nihon no fuyu wa samui desu, demo kirei desu ne. Mùa đông tại Nhật Bản thì lạnh nhưng mà đẹp nhỉ. Ví dụ thứ hai, kono ramen te oishii desu, kono ramen te oishii desu, demo takai desu ne. OK. 彼はあんまりイケメンではない、でもユーモアな人ですね。Có một điều nữa, gà hay là kê đô, nó không chỉ đi với đề sự hay là đa gì đó, mà nó còn đi với động từ nữa, dạng mát sự hay là nhiều dạng khác. Sau này các bạn học sau, thì chúng ta hôm nay, thì, trong bài học ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu nó đi với mát sự thôi, đúng không? Nó vẫn là nhưng. Ví dụ trong câu này, okane ga arimasu ga kaimasen. Tôi có tiền nhưng không mua, đúng không? Okane ga arimasu kedo kaimasen, không mua. Okane ga arimasu demo kaimasen. OK. Ví dụ thứ hai, hon wo yomimasu ga amari wakarimasen. Amari wakarimasen là tôi không hiểu lắm. Tuy nhiên trong giao tiếp thì người ta sẽ sử dụng dạng ngắn hơn, đó là amari wakaranai, hoặc là ngắn nữa thì sẽ là amari wa kanai. Amari wa kanai. Amari wa kanai. OK. Chúng ta bước vào mỗi câu thứ 4, đó là dore. Trong một bài học lần trước thì mình đã dạy là dochi, đúng không? Là cái nào, đúng không? Đó là sự lựa chọn một trong hai, đúng không? Tức là cái này hay là cái này, đúng không? Một trong hai. Tuy nhiên, dore nó ám chỉ trong rất là nhiều món đồ ở đây thì cái nào là của anh, cái nào là của chị. OK. Trong ví dụ nhất, đúng không? Dũng san no kuruma te dore desu ka? Xe ô tô của anh Dũng là cái nào vậy? OK. Thì khi đó thì mình sẽ phải chỉ lên cái tính chất của cái xe đó, đúng không? OK. Shiroi kuruma desu. Tức là nằm ở đây nhá. Shiroi kuruma desu. Tuy nhiên, không phải lúc nào thì mình cũng phải ép buộc nó vào là đi cùng với tính từ để trả lời, đúng không? Mình cũng có thể là kore desu, hay là sore desu. Hay là ví dụ thứ hai, nam-san no kaban te dore desu ka? Nam-san no kaban te dore desu ka? Đúng không? Trong ba cái này, đúng không? Ano kuroi kaban desu. Ano kuroi kaban desu. Cái cặp màu đen kia. Ano kuroi kaban desu. Cái cặp màu đen kia. Vâng, bài học của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi video clip của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.